Rồi, hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em ha. Rồi, em sẽ lên cho anh em một cái con GM131. Con này thì công suất nó là 4 ngựa anh em ha. Đây, bụi không à. Đó, bây giờ nó ở trong tối, em phải giả đèn lên nha. Bụi không anh em. Nguyên một dãy luôn á. Anh em mua thì cứ liên hệ inbox em. Nhóc con vậy á. Thì không hút xả con này á thì 60, nhưng mà nó có cái nhánh ra đó là 25 nữa nha anh em, 25 nữa ha, 25 ha. Rồi cái nắp cò nè, nắp cò nó cũng còn sáng nha, bình xăng thì ok. Anh em mình mua thì cứ liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đây, hoặc là qua Zalo em ha. Con này bao đẹp cho anh em nha, máy đẹp lắm. Thì bữa anh em nào có hỏi đầu chuỗi tám ngựa Honda thì trong đó có một con tám ngựa Honda nha. Đó, tám ngựa Honda ha. Thì bên đây em còn nhiều ha, phát điện nè. Thì con này nó sẽ thiếu một cái nút nhựa này. Nếu thì nó sẽ thiếu một cái ốp nhựa, em sẽ tháo con này qua đây cho anh em nha. Công tắc đời công tắc này công tắc tròn. Nha, anh em lưu ý. 131 thì nó cũng sẽ có hai đời, một đời là công tắc vuông và một đời công tắc tròn nha. Đó, bên đây cũng có còn một con mô ra nè. Nha, con mô ra nè, 131 đó nha. Bình xăng thì cũng ok anh em. Cái gì trên xăng trông đẹp á. Rồi, nó cũng trắng tơ anh em. Đẹp nha. Đó, rồi, anh em mua thì cứ liên hệ em qua số điện thoại. Giá thì con này chỉ tầm hơn 3 triệu một xíu anh em ha. Hơn 3 triệu xíu, con này bô lửa có sơn nè. Hơn 3 triệu xíu à. Rồi, có là dầu luôn nha anh em. À, có mấy con là dầu có luôn nha, thùng xế thùng phi, xế thùng phi và cái nhông nhông giảm tốc nè, nhông ha, cốt này cốt 20 nha, chỗ này là cốt này cốt 20 nha anh em, đây cốt 20 nha, thì thích hợp gắn cho con Honda 4 ngựa này, 4 ngựa tới 5 ngựa rưỡi á, rồi em mua liên hệ.